chào mừng cả nhà đến với kênh Cẩm TV nha. Và hôm nay lại là một ngày mới rồi, và anh em đang có mặt tại một cái thị trấn rất là dễ thương, rất là xinh và rất là bình yên luôn. Hiện tại là mấy anh em đang đi trên cái đường tàu, đường này luôn. Hai bên đường ở đây sẽ có một cây lựu nè, ngoài đây cũng sẽ có một cây hồng này các chơi. Hồng cây hồng luôn này ơi, cây hồng này chín quá rụng xuống đi. Cái hồng này là dạng là hồng mềm nha, cho nên là chín thì mới ăn được. Hồng ngâm. Đó, dạ đúng rồi. Còn cái hồng cái này mà vội. Cái này mà là hồng mà giòn thì thôi rồi đó. Cỡ nè. Này là ăn được rồi. Ôi trời ơi. Mà tớ, mà cỡ này mà ăn được là chắc không tới được. Nhắc đến quả này nhắc nhớ đến cái hồng ở nhà của mình quá. Hôm trước bây giờ vào vườn mình ăn nhờ. Nhà chị là hồng giòn hay hồng mềm? Hồng phải ngâm á. Đây nữa này. Đó, cái hồng này. Cái này mà là hồng giòn là cái này là ăn ngon luôn rồi đó. Ừ. Ui nhưng mà sướng chưa? Không phải hồng giòn nha. Trái đùm đùm nặng quá vậy. Quả tì bà, cây tì bà nè. Phải không? Phải không? Đúng. Nhưng quả nó sẽ có. Không quả. Và hôm nay thì thời tiết không có nắng nha, thì ngồi là mát mát, xe xe lạnh lạnh. Trời ơi, mặt cam. Thời tiết này lại nhớ đến thời tiết của Sapa. Đây là vườn cam này. Rụng đầy gốc này, không ai lấy. Đây anh chị em là đang đi vào đây là vườn này. Ở đây người ta gọi là thị trấn. Em kết thúc không? Thế trước mặt thì lại là những cái núi đá. Bên trong thị trấn thì lại có nhiều cái nhà hàng nè, rồi quán cà phê, quán kem. Hôm nay là còn một ngày anh chị em mình đi chơi, đi du lịch ở đây hết. Dạ. Mai là thành gói đi qua nước khác rồi. Còn còn nước xa tầm với lúc trên đường đi ấy. À, chị với anh Tùng còn nhìn thấy cả cây chuối này. Yeah. Ừ, cây chuối. Có cả buông luôn. Có mà. Có quả mới chưa chín. Ở đây mình thấy cây chuối hay. Chợ này bán rau củ quả thức ăn nhu yếu phẩm hàng ngày của người dân địa phương. Đó là cái đường tàu này sao người ta không làm như người ta làm cái này giữ cho nó có cái nét cổ xưa chị, nó hay hay. Bỏ đi thì nó đơn giản, giữ lại nó khó. Hay là người ta chỉ đi trong một cái khoảng thời gian nào đó.
Ở đây là khu trung tâm đấy. Ở đây mình có thể ngắm cảnh tất cả mọi người đi lại đấy, rồi những cái tàu từ thời cổ ấy nhỉ, đi qua xịnh xịnh xịnh. Chị Tiên hôm nay sẽ ăn một cái món cá hồi sốt kem, mà hình như trong sốt này còn có trứng con cá chích hay cái gì đó. Đó, rất là hấp dẫn nha. Mời chị Tiên nha. Em mời cả nhà ăn sáng nè. Một cầm Tiên chưa ra. Ăn trưa mà ăn sáng rồi. Nhưng mà là bữa trưa của mấy anh em á. Ngon đấy. Em thấy là em Tiên hiện tại phải mặc áo khoác, tại vì bây giờ trời đột nhiên là nó lạnh đó. Thay đổi khí hậu nên bị lạnh. Em ăn gì đấy? Ôi, món sashimi. Nhìn cái vẻ hấp dẫn ấy, có hoa, decor rất là xinh này. Đó. Cà chua. Đúng rồi, đây là những cái miếng cá sashimi nữa. Nắp cá. Nhưng mà hình như có vẻ hơi lướt qua hàng cá đấy. Cái bên dưới này là gì đấy? Bên dưới đây là cà chua hết. Đó. Còn món của anh Hải là... Đây, món của mình là món cơm ăn với cả mực. Nhưng mà các bạn ạ, mình nghĩ là nó cả con mực to cơ, nhưng mà được đúng cái dâu mực rồi. Cái đầu. Đúng cái dâu. Cái đầu mực. Do cái đầu mới kìa. Thôi cái mình á. Nhưng mà ngon. Ăn thử cơm đi nè. Ồ. Ngon lắm. Hả? Vô tình làm được bí kíp không? Anh ăn món này xong anh thành biến thành người cũng màu xanh. Anh biết cái phim đâu? Trong ba bộ. Thế là món này là không đủ của mình. Mình gọi thêm cái burger cả. Dạ. Anh nhờ cái món em Tiên á, tự nhiên trong cái món này nó có cục kem nè. Trong món ăn nó có cục kem. Lạnh lạnh thơm thơm. Cục kem. Còn caramel là ăn với... Mình chưa chắc, đang nói bụng ăn này cho chắc. Đó, miếng cá của em Tiên là sashimi. Cho nên là miếng cá này là cá sống luôn nha. Không. Mời cả nhà nha. Hình như là họ có ngâm qua thứ gì đó nên là miếng cá nó đậm đà lắm. Chứ không phải là cá tươi mà mình cắt ra xong để sợ là cá mốc. Mốc là cái gì ạ? À, cá phun khói à. Còn ở dưới là cà chua. Hôm nay mấy anh em được vào một cái quán ăn, ăn rất là thanh đạm luôn. Ôi, tình cảm quá. Cái này là bọn đồ ăn của em bé nhận cho Hải ăn sao ăn nổi. Ta đã đủ. Đó. Ít quá hả? Ít quá vậy. Hình như nó chỉ là 1/4 của cái bụng thôi đang trống ở chỗ này. Nhưng mà mấy ông Tây ông làm đồ ăn kiểu này chết tôi. Ngồi lên. Đi ăn nhà hàng mà anh Hải ước ngỡ như là đi ăn nhà hàng Omakase. Mỗi lần chút. Nhờ món của anh Tiên ngon nha.
Đấy, bánh riêng ngon. Anh thử không? Không, cảm ơn em. Em ăn đi. Anh thử gì đâu, anh hết luôn, anh thử gì hại bây giờ không, không anh thử hết. Giờ này anh thử. Món của em tiên thì rất là thanh đạm, giữa cà chua với lại cá thôi, và đề co cùng với lại đồ chua ăn kèm, cho nên là ăn nó gọi là rất là thanh. Chào mọi người, mình ăn nào. Hết luôn. Bé Hải ăn nhanh thế. Anh Hải biết bây giờ là mấy giờ không? Bây giờ là 2 giờ. Đồng nghĩa việc ở Việt Nam là 7 giờ tối. Mà 7 giờ tối còn chưa ăn sáng. Bây giờ mới ăn sáng thì anh biết là đói pha mất. Ở đây cái thị trấn này rất đẹp. Nhưng mà bãi đậu xe hơi hiếm. Ngon. Cameraman review quả bức hơi hả? Đập ra chưa? À, cắt kiểu này à? Chứ không phải cầm lên nó bụp luôn à? Có ngon không? Để anh cùng ăn gì nước bạn ấy nhỉ? Food review chuyên nghiệp trong tương lai đừng có đâu à? Ăn được thôi à? Được nó ok, được ngon. Cái món này ngon nhỉ, nó hay là nó cho mình ít ít ấy. Mình ăn nó cảm thấy nó ngon á. Cầm thêm quả đói nữa. Làm tạm mình khoai tây chương. Em chưa nữa, đói quá sao? Phía bên tay phải bên Hải là cây cái rau lan này, màu tím. Bên trên là cái hẹ đúng không? Bên trên là rồi cây này mà xào bật ra nó ngọn xong rồi xào với cả tỏi nha. Để cái hẹ đâu này. Bây giờ anh em mình chiến hết chỗ này, sau đó thì đưa các bạn đi tham quan city nhé. Đấy là cái này lá đẹp lắm, cái này giống như cây hoa anh đào nhỉ. Đấy, chanh này, chanh vàng. Đi mình lên nào.
Không khó lấy ra, nó tay nhìn đau lắm. Ủa sao rồi? Cái to nha. Đây 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 đây. Trái này nè, đó. Vừa chín tới luôn. Đó, trái này ăn mới ngon nè. Đấy. Caramel thử nè. Mềm lắm. Nó là ngọt luôn. Ngọt. Rất là ngon. Ăn như là có trứng cá sụt 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 á. Mấy trái này chưa chín. Thấy không, cái chín nhiều á. Nhưng mà bên trong là không thấy được. Ngon nha. Vườn cam đóng cửa nên là anh em tôi chỉ có thể là ngắm vườn cam mà không được vào. Đây. Tây Ban Nha là một hòn đảo lớn nhất của quần đảo Balearic. Mallorca nổi tiếng với địa hình đồi núi hùng vĩ, với những bờ biển thơ mộng, những bãi biển xinh đẹp và những khu resort tráng lệ. Và cũng như những hòn đảo khác trong quần đảo Balearic, Mallorca đặc biệt thu hút du khách châu Âu, nhất là vào mùa hè. Tuy nhiên, mùa thu cũng là thời điểm lý tưởng để đến thăm hòn đảo xinh đẹp này. Với thời tiết khá có dễ chịu, và bạn sẽ không phải gặp quá nhiều đám đông trong những ngày mùa cao điểm. Thị trấn Sole là một thị trấn nhỏ nằm trên bờ biển phía tây bắc của Mallorca. Bạn có thể đến thăm Sole theo chuyến tàu hỏa Perucari de Sole từ Palma. Tại Sole, bạn có thể di chuyển dọc những con phố nhỏ đẹp, ngắm những tàu nhà bằng những đá nằm giữa núi đồi. Đây là mảnh đất giàu nông sản, vì vậy bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những khu vườn cam và chanh ở mọi nơi. Ở trung tâm thị trấn là nhà thờ San Bartolomeo xinh đẹp, được xây dựng vào năm 1236. Trong thế kỷ 17, người ta đã thay đổi với một số chi tiết bên trong nhà thờ này. Khi tản bộ dọc cả các ngã đường Sole, bạn đừng quên thưởng thức những món ăn địa phương, bởi đơn giản đó là điều những món ăn tuyệt vời và bạn không thể tìm ở bất cứ nơi đâu. Và có rất nhiều nhà hàng xinh xắn trong thị trấn của bạn mà thỏa sức tận hưởng. Tây Ban Nha là một đất nước địa trung hải tuyệt vời với những vườn cam mộng quả, những vũ điệu flamenco nóng bỏng đầy mê đắm của các lễ hội đường phố rực rỡ sắc màu. Ngoài những thành phố lớn sôi động như Barcelona, Valencia hay thủ đô Madrid, Tây Ban Nha còn có những ngôi làng nhỏ xinh, cổ kính. Hãy cùng Tiên điểm qua, đó chính là ngôi làng Sole. Sole, đô thị xanh trên đảo Mallorca. Sole là một đô thị trên đảo Mallorca thuộc quần đảo Balearic, Tây Ban Nha. Mallorca và các bãi biển khác ở Tây Ban Nha thường được biết đến với tiệc tùng và say xỉn. Nhưng thật may mắn, điều này không hề ảnh hưởng đến Sole. Trên bãi biển, bạn có thể tìm thấy sự tĩnh lặng của tuyệt vời. Thỉnh thoảng, một vài quán cà phê bên bãi biển mở các bản nhạc ngọt ngào. Sau đó là những trải nghiệm tuyệt đẹp và có thể ghé thăm những ngôi nhà có kiến trúc cổ kính nằm men theo bờ biển. Và cuối cùng, khi đã thấm mệt, hãy dừng chân lại tại một ngôi nhà hàng để thưởng thức hải sản tươi ngon cùng cốc bia mát lạnh. Làng Mallorcan truyền thống của Sole được điểm đến phổ biến cho những chuyến đi du lịch trong những ngày từ Palma. Khi đến đây, bạn có thể cảm nhận không khí đặc biệt được bao quanh bởi những thung lũng cam. Sole còn có một bộ sưu tập nghệ thuật ở Can Primia và bảo tàng khoa học tự nhiên Balearic. Khi đến với đất nước Tây Ban Nha xinh đẹp, bạn nên ghé thăm những ngôi làng cổ kính để có thể tìm hiểu thêm về văn hóa địa phương rất đa dạng, phong phú và đồng thời chiêm ngưỡng những cảnh đẹp mê đắm lòng người. Chứng tỏ là du khách đông nha. Cảm ơn cái
Bến cảng Porte de Soleil nằm cách thị trấn 3 km, khoảng 1,85 dặm. Đây là địa điểm thu hút khách du lịch nhiều hơn so với Soleil, bởi khung cảnh tuyệt vời của bờ biển, bến cảng, đồi núi và những vách đá quanh vùng. Nơi đây cũng tập trung nhiều nhà hàng cho bạn tha hồ lựa chọn. Nếu bạn đã đến với cảng Soleil, hãy đi bộ lên ngọn đồi nằm trên đối diện hướng bến cảng và sẽ choáng ngợp trước cảnh tượng ngoạn mục của những vách đá màu đen và một địa trung hải trong xanh. Bờ biển Soleil nằm trong thị trấn Soleil nhỏ xinh, bên cạnh những dãy núi, thung lũng nên thơ và được bao quanh bởi cảnh quan tuyệt đẹp. Bờ biển Soleil hiện ra xinh đẹp với mặt nước xanh óng ánh và những chiếc du thuyền đậu kín và bãi cát mịn màng trải dài. Đến đây bạn sẽ cảm nhận được hương vị đậm chất của địa trung hải với hàng cây ô liu xanh ngát, bãi biển nắng rội và làn nước xanh mát. Sao mình nâu thế vậy? Thì nó càng đậm đó, nó nâu, nó có nhiều chất không có nhiều con mà nó xanh quá thì là nó không con á. Đây là một số loại kem bán nè, người ta trang trí cái kem này đó, cà phê nè, kem chanh leo nè, kem vani, kem này là kem chanh leo trắng nè, cũng là có sốt pistachio luôn. Cảm ơn cả nhà đã xem đến cuối video này. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube Cẩm Thiên TV để đón xem được nhiều video hơn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!